Thứ tư, chúng ta đã cùng nhau quay trở lại với video cập nhật thông tin thị trường đến từ Stock Farmer Group và tôi là Huy. Rất hân hạnh được đồng hành cùng với quý anh chị đầu tư trong video ngày hôm nay. Và như thường lệ thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nói về chủ đề đích đến của dòng tiền sau những phiên giao dịch mà thị trường đã vượt qua mức cản 1245. Và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về bối cảnh quốc tế, bối cảnh thị trường trong nước cũng như tìm kiếm những nhóm ngành tiềm năng cho thị trường trong tuần sắp tới. Đầu tiên về bối cảnh thì chúng tôi ghi nhận một số các thông tin liên quan đến các số liệu kinh tế được công bố vào cuối tháng 2 trong tuần vừa rồi. Trong đó thì một số các thông tin chúng ta cần chú ý đó là chỉ số giá tiêu dùng cá nhân tại Mỹ hiện tại đã ghi nhận một cái mức tăng trưởng phù hợp với kỳ vọng của nhà đầu tư. Ngoài ra, số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ghi nhận tăng trong tuần vừa rồi. Chỉ số PMI Trung Quốc cũng ghi nhận một cái mức tăng trưởng phù hợp với kỳ vọng của một số nhà đầu tư. Ngoài ra thì Việt Nam cũng ghi nhận các cái số liệu kinh tế khá là tích cực như là PMI, giá trị xuất khẩu, đồng thời là dòng vốn FDI tăng trưởng tích cực trong 2 tháng đầu năm. Về đánh giá bối cảnh thì trong bối cảnh hiện tại chúng tôi cho rằng là bối cảnh đã có sự cải thiện đáng kể và thị trường dường như đã bắt đầu dự đoán đúng các cái xu hướng của sự biến động nền kinh tế của các cái quốc gia lớn như là Mỹ hay là Trung Quốc. Thì đối với nền kinh tế Mỹ thì cái sự tăng trưởng chỉ số giá tiêu dùng cá nhân PCE là một trong những chỉ số được ưa thích bởi Fed. Nó cho thấy được là lạm phát nó cần nhiều thời gian hơn để đạt được mức mục tiêu. Đồng thời thì cái số lượng đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu nó tiếp tục tăng trưởng trong tuần qua, nó tạo áp lực lên lạm phát trong ngắn hạn. Và điều này rõ ràng cho chúng ta một câu trả lời, đó là cái quá trình cắt giảm lãi suất của Fed sẽ cần thêm thời gian trong năm 2024. Ngoài ra thì chỉ số PMI, chỉ số quản trị nhà mua hàng tại Trung Quốc vẫn duy trì trên mức 50 đối với PMI Caixin. Tuy nhiên thì đối với PMI được công bố bởi NBS thì vẫn dưới 50. Và cái sự xung đột này thì nó cho thấy được là cái sự phục hồi hiện tại nó chưa thực sự ổn định trong cái sự phục hồi của nền kinh tế sản xuất Trung Quốc. Và điều này đòi hỏi chính phủ Trung Quốc cần phải có thêm nhiều biện pháp nữa để có thể kích thích sự tăng trưởng kinh tế trong nước và hỗ trợ nền kinh tế trong nước này khi mà các cái yếu tố bên ngoài khá là tiêu cực đối với nền kinh tế Trung Quốc. Đối với thị trường trong nước thì chúng ta ghi nhận thêm nhiều thông tin tích cực như là số lượng đơn đặt hàng tiếp tục phục trong tháng 2 cùng với cái mức PMI luôn luôn duy trì trên 50 cho thấy sự hồi phục của các hoạt động sản xuất trong nước. Ngoài ra giá trị xuất khẩu sang Trung Quốc cũng ghi nhận tích cực trong 2 tháng đầu năm. Nếu xét về cái đối tác thương mại thì chúng ta thấy được là Mỹ và Trung Quốc vẫn là hai đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong 2 tháng đầu năm. Do đó thì cái triển vọng hồi phục chính của hoạt động xuất khẩu sẽ gắn liền với quá trình hồi phục của hai quốc gia này. Dòng vốn FDI thì tiếp tục ghi nhận cái sự tăng trưởng tích cực và đây tiếp tục được xem là động lực hỗ trợ tốt cho quá trình phục hồi kinh tế Việt Nam trong 2 tháng đầu năm. Và SHB kỳ vọng rằng FDI sẽ tiếp tục tăng trưởng trong suốt năm 2024, đồng thời sẽ hỗ trợ nền kinh tế trong nước. Về đối với các thị trường như là cổ phiếu, hàng hóa, tiền tệ và trái phiếu thì chúng tôi nhận thấy rằng thị trường cổ phiếu Mỹ tiếp tục tăng mạnh trong tháng 2 với chỉ số S&P 500 lập đỉnh cao mới nhờ những dữ liệu PCE tháng 1 tiếp tục hạ nhiệt. Đồng thời thị trường Trung Quốc cũng bắt đầu tăng trưởng nhờ các cái báo cáo từ hoạt động tư nhân, vân vân. Ngoài ra thì giá vàng đã ghi nhận sự tăng trưởng liên tiếp trong 2 tuần trở lại đây khi mà Fed họ bắt đầu cắt giảm lãi suất. Ngoài ra thì giá dầu biến động trái chiều do thị trường chờ đợi các quyết định của OPEC trong cái bối cảnh nhu cầu trái ngược giữa Mỹ và Trung Quốc. Về dòng tiền trong tuần tới thì chúng ta thấy được là trong giai đoạn hiện tại các nhóm bất động sản, khu công nghiệp, phân bón, hóa chất và chứng khoán đang đóng vai trò là dẫn dắt thị trường. Trong khi đó thì nhóm ngân hàng và thương mại lại di chuyển sang trạng thái suy yếu. Điểm tích cực là hầu hết các nhóm ngành còn lại đều nhóm cải thiện, bao gồm cả các ngành trọng điểm như dầu khí, xây dựng, thép, bất động sản, dân cư. Điều này cho thấy xu hướng tăng đang có sự lan tỏa rộng rãi hơn trong nhiều ngành. Tổng thể thì cái sự dẫn dắt linh hoạt giữa các nhóm ngành phản ánh tính ổn định của cái xu hướng tăng trưởng trong thị trường. Tuy nhiên thì tình trạng ngành ngân hàng suy yếu sẽ
tạo áp lực lên cái đà tăng trưởng của chỉ số trong tuần sắp tới. Về triển vọng của một số nhóm ngành cần chú ý thì chúng tôi có lưu ý đề cập đến nhóm ngành thép. Khi mà nhóm này đã bắt đầu bước vào nhóm cải thiện và chúng tôi kỳ vọng rằng nhóm này có thể tiếp tục bước vào nhóm dẫn dắt thị trường trong thời gian tới. Đối với ngành thép thì chúng tôi đưa ra một số các cái thông tin liên quan đến việc tôi cho rằng là cái kết quả kinh doanh nó đã chạm đáy trong năm 2023 sau một khoảng thời gian dài mà thị trường thép gặp khó khăn. Ngoài ra thì tồn kho thép tại Trung Quốc và nhu cầu tiêu thụ trong nước bắt đầu có sự phục hồi. Điều này sẽ hỗ trợ cho cái triển vọng của ngành thép trong năm 2024. Ngoài ra chúng tôi còn đưa ra các thông tin liên quan đến việc là giá nguyên vật liệu đầu vào giảm. Tiêu biểu ở đây là giá than cốc và giá quặng sắt đã có sự điều chỉnh, từ đó thì có thể hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp thép trong cái biên lợi nhuận sẽ hồi phục tích cực. Tuy nhiên chúng tôi cũng lưu ý rằng cái mức định giá của ngành thép hiện tại nó cũng duy trì ở mức cao, nó đang phản ánh cái tâm lý và kỳ vọng tích cực của thị trường về cái triển vọng của ngành thép trong năm 2024. Do đó thì nhà đầu tư cần phải cân nhắc khi đầu tư nhóm cổ phiếu này. Về các cái cổ phiếu thì chúng tôi đang cập nhật ba câu chuyện của ba cổ phiếu thép tiêu biểu, đó là Hòa Phát, Hoa Sen và Nam Kim, về cái tín hiệu hồi phục của ba cổ phiếu này. Và tiếp theo bên dưới thì chúng tôi trình bày chi tiết hơn về các thông tin, các số liệu kinh tế và đã được chúng tôi phân tích ở bên trên. Và trên đây là báo cáo cập nhật thông tin thị trường tuần đến từ Stock Farmer Group. Nếu quý vị đầu tư muốn biết thêm chi tiết thì có thể vui lòng truy cập trang web stockfarmer.vn để có thể đọc chi tiết báo cáo và có thể gửi các cái thắc mắc, cũng như là nếu quý vị đầu tư cần hỗ trợ trong quá trình giao dịch của mình thì có thể liên hệ đội ngũ chăm sóc khách hàng của Stock Farmer Group để được hỗ trợ sớm nhất có thể. Một lần nữa cảm ơn quý vị đã lắng nghe và hẹn gặp lại trong những video tuần sau.